Chào bà con, vừa rồi người ta đọc một lời kinh để trước khi ăn một bữa cơm huynh đệ đó, thì họ không phải là công giáo thật sự, họ tất cả đều là con dân của Chúa, nhưng mà cha Sang có thành lập cái quán cơm huynh đệ đó để giúp cho những người nghèo, thì những người này họ là nghèo thiệt sự đó bà con. Thì vô trong này đó, người ta cũng cố gắng để đọc một lời kinh lạy cha để Chúa ban cho họ có một quả ăn hàng ngày. Thì dù họ bên đạo nào cũng vậy hết á, nhưng mà trước khi ăn đó thì cha muốn người ta đọc một cái lời kinh đó, lời kinh lạy cha đó, thì để họ quen dần đi, họ cảm tạ ơn Chúa, dù họ không theo tôn giáo của công giáo, nhưng mà họ cũng cảm tạ ơn Chúa đã cho họ một bữa ăn tương đối khá thịnh soạn ngày hơi, hàng ngày dùng đủ. Thì mình quay cho bà con biết chút xíu về cái hoàn cảnh của những người nghèo thiệt sự nha bà con. Thì họ đến từ tất cả mọi vùng của đất nước, họ tới Sài Gòn để họ mưu sinh, để bán vé số, rồi nhặt ve chai hay cái gì đó. Thì những người tình nguyện ở đây họ phải điều tra thật kỹ để biết rằng những người này nghèo thiệt sự hay không, để họ giúp cho họ, những người nghèo này. Ok, rồi tạm thời mình ngưng máy nha bà con, để mình tải lên cho bà con ha. Rồi cảm ơn bà con đã đồng hành cùng mình đi tới quán cơm huynh đệ 4 ngày hôm nay nha bà con. Tại vì quán cơm huynh đệ nó cũng có rất là nhiều quán cơm nha. Như thì hôm nay mình tới quán cơm huynh đệ 4 ở tại đường Điện Biên Phủ, phường Đa Cao, quận 1 nha bà con. Thì mình có cơ duyên tới gặp cha khi mình coi trên YouTube á, thì mấy cái chương trình này rất là hay, tại vì những người này họ thật sự họ cần tới chúng ta để giúp đỡ nha bà con. Ok, rồi mình tạm thời mình ngưng máy nha bà con, rồi bye bye.